Dạ, yeah. Hiếu Phan Vlog xin mến chào tất cả vị khán giả Chào mừng quý vị trở lại bản tin trên kênh của Hiếu Nội dung thông tin hôm nay thì Hiếu lại nói về câu chuyện của Thiền Am Đây là một cái vấn đề đang được báo động và chúng ta cần phải nói đến thưa quý vị Và thông tin thứ hai là có liên quan đến Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Việt Nam trong 2 ngày Đó là ngày 10 và ngày 11 tháng 9 Và khi đến Việt Nam thì ông cũng đã có một cái buổi hội đàm cùng với Tổng Bí Thư của Việt Nam. Thì nội dung thông tin sau đây Hiếu gửi đến tất cả vị khán giả rất là thú vị. Rất mong là vị khán giả bỏ thời gian ra nghe và ủng hộ cho Hiếu à. Trước khi vào nội dung thông tin chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc trước tiên thì chúng ta nói về câu chuyện của thiền âm Minh bà vũ trụ mà hiện tại đây đang được rất là à, quý vị khán giả quan tâm và có những cái câu hỏi đặt ra và có những cái sự à, không có hài lòng và cũng như là không có nhiệt quyết giống như trước đây à, theo dõi câu chuyện này nữa đây là một cái vấn đề đáng báo động thưa vị à, thì có rất nhiều vị khán giả cũng nói với hiếu như thế này hiếu ơi bây giờ sao mà cô không còn muốn nghe cái câu chuyện của thiền A Minh bờ vũ trụ nữa bởi vì các thầy cô bị quan ức quá trời mà chúng ta kêu gào suốt mấy năm nay rồi thì không có một cơ quan chức năng nào vào cuộc để mà binh vực bảo vệ lẽ phải cho họ đòi lại cái sự công bằng cho họ ở đây khi mà họ đi tù như vậy thì có rất nhiều người cũng cho rằng là hiện tại đây những người mà yêu thương ủng hộ cho thiền an minh bộ trụ từ bấy lâu nay á thì họ không có đem những cái vấn đề những cái sự việc mà nó uh, quan ức cho thiền am chẳng hạn như là vụ 50 tên côn đồ xâm nhập gia cư bất hợp pháp hay là cái uh, vụ việc của diễm my đó rồi cái uh, vụ uh, vu khống cho thầy Lê Thanh Nhất Nguyên lừa đảo trục lợi trong cái vụ ông Hồ Phước Lợi thưa quý vị hay là cái vụ đưa đi cách ly đó vân vân các kiểu hết thì bây giờ đây thì chúng ta cũng thấy rằng à, vị khán giả nói cũng rất là đúng thưa quý vị đến thời điểm hiện tại qua khảo sát thì hiếu thấy rằng là không có uh, nhiều kênh giống như trước đây để mà đem những cái sự việc này ra ánh sáng cho bên phía cơ quan chức năng họ thấy được rằng là thiền am bị quan ức như thế nào mà họ có cái hướng nhìn về cái câu chuyện của thiền am để mà có cái phương hướng gì đó uh, xử lý một cách khách quan công bằng đó, trả lại cái sự trong sạch minh bạch cho Thiền A Minh bộ trụ. chứ hiện tại đây thì ở bên phe đối lập hiếu thấy còn rất là nhiều kênh cũng vu khống, bị đặt gắn ghép cho Thiền A Minh bộ trụ về cái tội loạn luân ở đây, thưa quý vị. thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả ở bên phe đối lập cũng nói như thế này, muốn Thiền A Minh bộ vũ trụ không còn bị nghi ngờ là uh, quan sai nữa, hay là uh, không bị nghi ngờ về cái vấn đề loạn luân lừa đảo nữa thì hãy chưng cầu cái giám định ADN cho tất cả mọi người được biết nhưng ở đây thì Hiếu cảm thấy như thế này đó chỉ là một cái lời yêu cầu khách quan mà thôi chứ trong cái vấn đề này nó còn phải uh, lệ thuộc vào thiền an minh vũ trụ và bên phía cơ quan chức năng bởi vì đây là cái vấn đề riêng tư chúng ta không phải là muốn đưa lên mạng xã hội thì chúng ta đưa đó cũng phải xin phép thiền am như thế nào đó hay là có sự đồng ý của bên phía cơ quan chức năng nếu mà chúng ta khơi khơi mà chúng ta đưa lên á thì chúng ta đã vi phạm pháp luật thưa quý vị bởi vì đó là cái vấn đề riêng tư đó và chúng ta yêu cầu à, thiền am chưng cầu cái giám định ADN lên như vậy có quan hệ huyết thống và luận lưng ở đây hay không thì cái điều đó chúng ta làm thì chúng ta hoàn toàn sai trái và có thể là bị pháp luật xử lý nếu mà Thiền An Minh Vũ trụ tố cáo chúng ta về cái hành vi là phát tán những cái thông tin bí mật đời tư của họ cho nên là À, thiền Am sẽ không có làm cái điều đó và chúng ta cũng không dám làm cái điều đó thưa vị. Đó, còn mà sự việc nó uh, như thế nào thì tất cả chúng ta yêu thương Thiền Am từ bấy lâu nay thì chúng ta cũng đã biết rồi. Nếu mà Thiền Am Minh Bộ Vũ Trụ có cái vấn đề mà loạn lưng quan hệ huyết thống thì tất nhiên là họ đã xử lý thiền A minh Bộ trụ uh, cũng lâu rồi chứ không phải là để cho đến thời điểm hiện tại cho bên phe đối lập họ cứ rỉ rả xúc phạm vu khống bị đặt cho thiền A minh Bộ trụ có cái hành vi đó còn cái vấn đề mà lừa đảo thì như vị khán giả cũng biết rồi đó cũng là một cái uh, hành vi mà họ vẫn còn treo lơ lửng ở trên đầu những người của thiền A minh Bộ trụ À, hôm nay thì nói là đem ra xét xử ngày mai thì nói là đem ra xét xử nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì à, cái kết luận cuối cùng vẫn chưa có và cái à, thông tin mà đem cái vụ lừa đảo của thiền am ra xét xử thì cho đến thời điểm hiện tại nó cũng chưa có thật sự đầy đủ cơ sở à, chính xác để mà hiếu chia sẻ cho tất cả vị khán giả được biết còn có hay không cái phiên tòa diễn ra thì chúng ta còn chờ đợi thời gian đó nếu mà có thì chắc có lẽ là họ cũng đã xử lý thiền am rồi chứ không có để đến bây giờ đâu thưa vị khán giả bởi vì những cái vấn đề mà liên quan đến tiền bạc như thế này đến họ thì chúng ta cũng đã thấy rồi hiện tại đây là những kênh youtube từng yêu thương thiền am bây giờ thì họ không có tập trung vào những cái sự kiện chính mà đã xảy ra với thiền am nữa mà bây giờ đây họ tập trung vào là môi mốc bí mật đời tư cá nhân của nhau rồi xem là cái người kia lừa đảo lợi dụng thiền am để mà trục lợi như thế nào vân vân các kiểu hết đó thì bây giờ họ đấu tố với nhau rất là dữ dội hiếu thì không có tham gia vào cái mảng mà đấu tố như thế này à, thì cũng làm cho khán giả rất là chán nản và than phiền thì hiếu cũng mong rằng là những anh chị em yêu thương thiền am anh bảo trụ từ bảy lâu nay á. thì nên bỏ đi những cái tôi đi chúng ta cũng nên tập trung lại mà đem những cái sự việc mà nó quan sai quan ức đến với thiền am từ bảy lâu nay để mà chúng ta nói rỉ rả thì mưa dầm thấm đất biết đâu một ngày nào đó trời xuôi đất khiến ông trời có mắt thưa vị thì cũng sẽ được bên phía các cơ quan ban ngành cấp cao nhất của đất nước nhìn về cái sự kiện của thiền am và cho rằng là thiền am bị quan như thế này thế nọ đó để mà họ có một cái phương án giải quan cho thiền am đó rồi các thầy cô sẽ được bảo vệ về mặt pháp lý đó, bảo vệ ở trên không gian mạng vân vân các kiểu hết thì gia đình thiền am mới được là yên ấm và hạnh phúc thưa vị chứ bây giờ thì chúng ta thấy là đấu tố với nhau rất là dữ dội không có còn yêu thương thiền am như trước nữa không biết là ai yêu thương thật sự thì chúng ta cũng chưa biết thưa vị thời gian sẽ trả lời nhưng bây giờ thì cũng có một số người thì vì khán, khán giả cũng đã nhìn nhận ra được là họ đến với thiền am chỉ vì tiền và lợi dụng danh tiếng của thiền am để mà trục lợi tiền của mạnh thường quân thôi thì đây cũng là một cái vấn đề đáng được báo động và lên án thưa quý vị khán giả đó thì hiếu cũng rất mong là vì khán giả cùng với hiếu theo đuổi câu chuyện của Thiền Am cho đến cùng chờ đợi các thầy cô trở về xung họp với gia đình thì uh, cái câu chuyện nó như thế nào, có còn những cái kiếp nạn nào xảy ra nữa hay không thì chúng ta cùng theo dõi và có cái tiếng nói để mà ủng hộ binh vực cho Thiền Am mình bảo trụ. Đó là những gì mà hiếu mong muốn nhất trong cái video clip này nói về câu chuyện của Thiền Am, về cái sự việc đáng được báo động hiện tại đó là khán giả không còn muốn nghe cái vụ uh, việc gì mà có liên quan đến thiền am nữa bởi vì bây giờ khán giả rất là nản rồi bởi vì fan Thiền Am bây giờ không có còn mà tập trung vào những cái sự việc chính nữa mà lo môi móc đời tư cá nhân của nhau ra rồi chửi bới rồi xúc phạm có những câu từ nó cũng không có hay ho gì thì làm cho khán giả rất là chán nản ở đây đó thì theo việc khán giả đánh giá như thế nào về cái câu chuyện của Thiền Am mình Bộ trụ hiện tại và có cái ý kiến gì thì việc khán giả cũng để lại bình luận góp ý nhé đó là thông tin có liên quan đến Thiền Am còn trở lại với một cái thông tin vui Đó là ngày hôm qua và ngày hôm nay Thì gầm gầm gộ gộ Ở trên mạng xã hội Cũng như là báo chí chia sẻ về Cái cuộc phiến thăm của Tổng thống Joe Biden à, Thì đến Việt Nam thì ông cùng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Cũng có một cái buổi hội đàm Thì trong cái buổi hội đàm này Cả hai bên thống nhất với nhau Để mà có một cái chiến lược mới Một cái sự phát triển mới Toàn diện vì bình và hợp tác phát triển bền vững. Thì trong một cái buổi hội đàm này thì bên phía tổng thống Mỹ và à, tổng bí thư à, Việt Nam thì cũng nói về cái việc mà thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác về khoa học, cũng như là công nghệ và có những cái đột phá mới để cho vị khán giả hiểu rõ hơn trong cái buổi hội đàm này và tổng thống mỹ joe biden phát biểu những gì và ông trông đợi chờ đợi gì ở việt nam thì hiếu mời quý vị, vị khán giả đến với một cái đoạn phóng sự sau đây cũng rất là hay có hình ảnh minh họa rất là tuyệt vời và tổng thống joe biden có những lời phát biểu uh, chia sẻ tại cuộc hội đàm này uh, rất là tốt thưa quý vị Hiếu mời quý khán giả cùng đến với một cái video clip phóng sự sau đây. rất cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ thời gian ra nghe và ủng hộ cho Hiếu ạ. À. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định Việt Nam là một quốc gia quan trọng trên thế giới và trong khu vực và ông đón chờ một chương mới trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Chiều tối ngày 10 tháng 9, ngay sau cuộc hội đàm cấp cao. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn lại chặng đường quan hệ giữa hai nước từ xung đột tới bình thường hóa và việc nâng cấp mối quan hệ đó lên tầm cao mới sẽ là một động lực cho thịnh vượng và an ninh tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới chúng ta nâng cấp quan hệ hai nước lên mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và chúng tôi rất vui vì điều này. Đây là một bước đi vô cùng quan trọng cho cả hai quốc gia bởi nó thể hiện sức mạnh của bản thân mối quan hệ đó khi chúng ta đang phải đương đầu với những thách thức có tác động to lớn đối với tương lai của khu vực và cả thế giới. Chúng ta sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mới nổi, đặc biệt trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn cho ngành công nghiệp bán dẫn chúng ta cũng mở rộng mối quan hệ đối tác kinh tế nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai nước. Tôi xin lấy một ví dụ là năm ngoái một công ty Việt Nam đã ký một thỏa thuận trị giá 4 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện và ắc quy ở tiểu bang Bắc Carolina tại Mỹ. Điều này cũng giúp tạo ra hơn 7.000 việc làm các công ty công nghệ Việt Nam có tầm cỡ thế giới đã và sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và chúng ta sẽ có thêm nhiều hợp đồng thương mại quan trọng nữa được ký kết nhân chuyến thăm này. Chúng ta đang nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng khí hậu, thúc đẩy việc chuyển dịch sang sử dụng năng lượng sạch của Việt Nam, tăng cường an ninh y tế toàn cầu và thúc đẩy điều trị ung thư và HIV/S, tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước bao gồm cả việc chống buôn người. Tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền con người. Điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân vì đây là trọng tâm của mối quan hệ giữa chúng ta. Điều này bao gồm cả hàng triệu người dân Mỹ gốc Việt đang góp phần xây dựng cộng đồng trên toàn nước Mỹ ngày càng mạnh mẽ hơn và tôi thực sự mong chờ kết quả cuộc hội đàm này. Chỉ năm nay thôi, trường Đại học Fulbright tại Việt Nam do Mỹ hỗ trợ đã chứng kiến lớp sinh viên đầu tiên ra trường và chúng ta đang thực sự nỗ lực mở rộng trường này và cả Thomas Valer cũng đang tham gia vào đây chúng tôi cũng đang đầu tư để phát triển mạnh mẽ hơn nữa lực lượng lao động lành nghề trong các ngành học tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, thúc đẩy trao đổi trong lĩnh vực giáo dục để giúp các nhà khoa học hoặc doanh nhân và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có thể cùng nhau hợp tác tốt hơn, nắm bắt những cơ hội to lớn trong thời đại công nghệ mới này. Và tôi xin nói lời kết, tất cả những tiến triển trong nhiều năm qua đòi hỏi nỗ lực của các nhà lãnh đạo của cả hai nước, bao gồm cả người bạn của tôi hôm nay cựu thượng nghị sĩ và cũng là cựu ngoại trưởng Mỹ, đó là ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống về biến đổi khí hậu. Và cũng phải kể đến một người bạn nữa dù ông không còn ở đây với chúng ta ngày hôm nay, người mà tôi sẽ tới thăm ở phù điêu tưởng niệm ngày mai, đó là cố thượng nghị sĩ John MC Ken. Họ cũng như tôi và nhiều người khác thấy rõ những lợi ích mà chúng ta gặp hái được khi cùng nhau vượt qua quá khứ đau thương tôi cũng nhớ lại những công việc khó khăn để có thể bình thường hóa quan hệ giữa hai nước vào năm 1995 khi tôi là một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Và 10 năm trước đây khi tôi là Phó Tổng thống, hai nước chúng ta đã đạt được một cột mốc lớn khi xác lập mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Tôi vô cùng tự hào về cách thức mà hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta đã tiến hành xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau để có thể xử lý các hậu quả đau đớn mà cuộc chiến tranh đã để lại cho cả hai dân tộc chúng ta. Những công việc của chúng ta đã cam kết là sẽ tiếp tục bao gồm việc rà phá vật liệu nổ còn sót lại từ chiến tranh, làm sạch môi trường do dioxin gây ra, mở rộng chương trình giúp đỡ người khuyết tật và tìm kiếm quy tập những người lính Mỹ vẫn còn mất tích từ hồi chiến tranh ở Việt Nam cũng như những bộ đội Việt Nam còn mất tích trong cuộc chiến tranh này. Sự hợp tác của chúng ta trên những vấn đề đau thương này cũng như việc tạo dựng một di sản mới, một di sản của nền hòa bình và thịnh vượng chung là một minh chứng cho sự tự cường và tinh thần của hai dân tộc chúng ta. Đây cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng những gì chúng ta đạt được khi có thể vượt lên một quá khứ đau thương để đón nhận những bước tiến của tương lai dựa trên sự thống nhất và đoàn kết của hai dân tộc. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn ngài Tổng Bí thư. Việt Nam là một quốc gia quan trọng trên thế giới và trong khu vực. Tôi trông đợi và đón chờ một chương mới trong quan hệ của hai nước chúng ta. Dạ, xin thưa quý vị khán giả, quý vị cũng vừa nghe một cái đoạn phóng sự có kèm theo hình ảnh về cái cuộc viếng thăm của tổng thống mỹ joe biden à, thì trong cái buổi hội đàm này ông joe biden cũng có nói tôi trông chờ chờ đợi một chương mới về mối quan hệ của hai nước chúng ta thì cũng hy vọng rằng sau cái cuộc viếng thăm này Việt Nam sẽ có những bước tiến mới phát triển hơn về các cái lĩnh vực như công nghệ khoa học y tế hay là về tôn giáo vân vân đó thì chúng ta còn chờ đợi Việt Nam sẽ phát triển như thế nào cũng như là có một cái sự thay đổi như thế nào trong thời gian sắp tới đây các mong là vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý ý kiến như thế nào đó thì vị khán giả để dưới phần bình luận của video nhé video đến đây cũng khá dài cho Hiếu xin được tạm dừng ở đây một lần nữa Hiếu mến chúc tất cả vị khán giả trên kênh của Hiếu cùng với gia đình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc và có mong quý vị khi xem để lại bình luận nè rồi một like, một đăng ký kênh để cho kênh của Hiếu phát triển mạnh mẽ hơn. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo à.